Nước uống miễn phí, kính mời bà con sử dụng là dòng chữ được dán trên mỗi thùng nước được đặt trước trụ sở các công ty điện lực. Đáng nói, đây đều là các bình nước mát, thậm chí một số nơi là trà đá. Bình nước, cốc nước được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Không chỉ khách đến làm việc với ngành điện mà bất kỳ người dân nào đi qua cũng có thể uống miễn phí. Đi bán vé số, tẩy ráp như tụi tôi là ghé vào uống, nó đã khác, trời nóng nực quá, có bình này tốt. Những ly nước mát lành phần nào giúp người dân vơi bớt mệt mỏi trong nắng nóng. Được triển khai bởi thanh niên các đơn vị điện lực miền Bắc, miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Những bình nước được đặt nằm trên vỉa hè, dưới tán ô rộng mát để thuận tiện cho người sử dụng. Nó khóc nước ở chợ tới đâu cũng phải là kiếm miếng nước uống, mà tới đây là cô chợ ra chợ vô cũng uống miết cái nước này rồi đó. Mà không có là thôi phải nhịn khóc thôi chứ. Một cốc nước mát, giá trị vật chất tuy nhỏ nhưng dưới thời tiết nóng bức như hiện tại cũng góp phần hạ nhiệt tức thời cho những người dân qua đường, nhất là những người lao động đang mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng. Hãy bấm theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất của ngành điện trên kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News.